phiên bản số sàn nhập khẩu nguyên chiếc máy 1.4. Vâng, thì hôm nay em xin giới thiệu với quý vị và các bạn một chiếc xe, đó là chiếc xe Hyundai Accent, một dòng xe mà thương hiệu của Hàn Quốc và được rất nhiều người dân yêu chuộng từ giới kinh doanh cho đến giới nhà giàu. Đây là một chiếc xe Hyundai Accent nhập khẩu nguyên chiếc nhá các bác nhá, thì máy 1.4 số sàn. Vâng thưa bác, thì chiếc này là quá ngon. Nhập khẩu nguyên chiếc thì gần như nó cũng nguyên zin hết, máy số bao zin, keo chỉ cột kéo bao zin hết. Con này có phanh ABS nha các bác ạ. Đấy, có phanh ABS cho nên đi lại là khá là ok và kết cát luôn. Keo chỉ không mất một phân nào nhá, máy móc còn nguyên zin. Cũng như là keo chỉ cột kéo cabo trước, cabo sau, rồi cánh cửa nguyên zin hết. Vâng thưa các bác, một chiếc xe đời 2015. Đời cũng khá là cao cho các bác. Nếu các bác đang có nhu cầu mua cái dòng xe sedan hai đầu nhập khẩu nguyên chiếc thì hãy tìm hiểu kỹ chiếc xe này nhá. Em xin phép hạ cái cabo xuống ạ. À. 2015 phiên bản số sàn nhập khẩu nguyên chiếc máy 1.4 đang chào bán cho quý vị và các bạn với giá là 325 triệu đồng. 325 triệu đồng cho các bác một chiếc xe này nhé. Với cái dòng nhập khẩu này chạy thì nó quá là ổn định luôn. Accent đời mới bây giờ rất nhiều nhưng mà nó là dòng lắp ráp trong nước thì nó không được đẹp như cái dòng nhập khẩu. Với cái dòng nhập khẩu này thì nó là một cái dòng xe mà ổn định và chắc chắn. Xe được trang bị là phanh ABS 4 bánh luôn nhé, có cụm ABS đầy đủ. Xe màu trắng ngọc trinh, các bác nào đang hợp màu trắng thì đây là những dòng xe quá đẹp. Và các bác những cái dòng xe này các bác mua về đi lại là gia đình cũng được, hoặc là chạy thêm dịch vụ cũng khá là ok. Keo chỉ thì bao zin rồi, không mất phân keo chỉ nào đó. Keo chỉ bao zin rõ nha, máy móc ngon và gần như các táp ly táp lô là vẫn nguyên zin của nó này. Kính được dán kính 3M chống nắng rồi, cho nên là về không phải làm thêm cái gì nữa các bác nhé. Đấy, nội thất ngoại thất còn đẹp sạch sẽ, số sàn. Con này thì chưa có màn hình cam lùi và nó vẫn là nguyên zin theo xe từ đầu. Đấy, chưa có màn hình cam lùi gì cả, cho nên là con này còn khá là mộc mạc. Xe đẹp luôn. Các bác ấy mua xe chủ yếu là chất lượng thôi, còn một số cái đồ chơi chúng ta có thể lên được nhé. Ốc ác còn nguyên zin này. Đấy, rồi các cả cái khóa hiếc còn nguyên zin hết này. Chưa hề bị làm sao cả, không hết đâm đụng va chạm gì. Một chiếc xe tư nhân. Tư nhân các bác nhé, xe màu trắng đẹp luôn. 325 triệu đồng cho chiếc xe Hyundai Accent đời 2015 này nhé. Hyundai Accent đời 2015 phiên bản số sàn. Các bác ạ, ca la răng đúc 4 bánh, phanh ABS 4 bánh đầy đủ này. Đấy, lốp lắp còn dày dặn. Với dòng Accent thì các bác yên tâm rồi. Và chất lượng của xe thì nó quá là ok luôn. Chúng ta chỉ bàn nhau về giá một chút nữa thôi. Biển 17 nhá. Biển 17 Thái Bình. Đấy, đây cho các bác xem hai bên này. Không hề đâm đụng va chạm gì, keo chỉ zin nguyên. Được chưa? Đây, keo chỉ kể cả là bên tắp lô tắp đi này cũng còn nguyên zin hết. Nguyên zin hết nha các bác nhá, không có một đâm đụng va chạm gì đâu. Đấy, cho nên là chiếc xe này các bác đi lại thì quá ok rồi, không phải nghĩ ngợi. Đây cho xem về cái lòng trong nữa. Lòng dưới đây các bác này. Đấy, sạch sẽ nhá. La răng đúc 4-5 quả luôn. Không có bị han mọt gì cả, được chưa? Tất cả còn nguyên zin. 2015 bản blue đây. Số sàn bản blue nhá, màu trắng ngọc trinh. Giá bán là 325 triệu đồng cho các bác. La răng đúc phanh ABS lốp lắp còn mới. Cho nên lốp lắp thì dày dặn mà mới luôn. Đấy, máy vẫn đang nổ và êm ru. Gương kính chỉnh điện 4 kính đầy đủ và tất cả các đi tắp lô còn ngon này. Từ cái keo chỉ là còn nguyên zin hết này. Đó này. Còn nguyên zin hết, không mất một phân nào luôn. Tất cả kính này chạy còn rất là êm ru nhá. Đấy, êm vái và trơn tru. 2015 nữa các bác nhá, đời cao. Vâng các bác, thì em đang bán xe tại Lam Trung, Nam Sách, Hải Dương. Các bác đang có nhu cầu mua xe alo cho em Xuân Hùng luôn nhé. Số điện thoại của em đã ghi vào tiêu đề rồi. Các bác cứ quay lại tiêu đề là xem là rõ thôi. Được chưa? Keo chỉ zin nguyên hết. Riêng dòng Accent nhập khẩu này các bác đi về thì quá tuyệt vời luôn. Ăn đứt cả vai ớt nhá. Ăn đứt vai ớt luôn, vai ớt không là cái gì. Đấy, được chưa? Đây cho các bác xem một chút về nội thất này. Con này order đấy ạ. Order là 74.000 các bác nhé. 74.000 đời 2015, con này chạy quá ít luôn. 74.000. Tất cả nguyên zin hết, ngon này. Và em sẽ đóng cửa và cho các bác xem về cái phần form dáng. Đấy, form dáng riêng Accent thì nó là một dòng xe mà phân khúc hạng C. Phân khúc hạng C đẹp luôn. Và chất lượng như rằng là dòng nhập khẩu, cho nên các bác yên tâm là nó quá đẹp. Màu trắng ngọc trinh, cho nên là nó lịch lãm và sạch sẽ. Mắt đèn rất sáng nha các bác nhé. Mắt đèn được trang bị là đèn bi salon. Bi salon cũng như một con giải đèn LED chạy vòng quanh đây, là khi mình đi bật đèn nó lên rất đẹp luôn.
đèn gầm hình mắt liếc này các bác nhé, rất đẹp. 2015 màu trắng, đời 2015, nhập khẩu nguyên chiếc, nhập khẩu nguyên chiếc luôn nhá. Và đây ạ, la răng đúc lốp mới và phanh ABS đầy đủ nhá. Con này đăng kiểm đến tháng 7 2022 này, tháng 7 2022 tha hồ đi lại. Con được trang bị là xi nhan gương này các bác nhá, tức là một chiếc xe bán đủ thì nó không thiếu cái gì luôn, tất cả ngon này hết, từ ABS phanh, 3ABS túi khí quanh xe, cũng như là gương kính chỉnh điện gập điện, được chưa? Một chiếc xe số sàn thôi nhưng mà là dòng xe chất lượng. Các bác mà có nhu cầu cứ alo cho em Xuân Hùng luôn đó nhá. Vâng, em xin xin phép tạm biệt các bác, hẹn các bác trong buổi livestream tiếp theo lần sau. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.